Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều địa phương, phát triển văn hóa đọc ở nông thôn được xác định là một trong những tiêu chí hàng đầu trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, cơ hội tiếp cận sách của người dân, đặc biệt là trẻ em tại các vùng nông thôn miền núi, vùng sâu vùng xa còn hạn chế, tạo ra sự chênh lệch về văn hóa đọc. Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, mới đây, huyện Đồng Hỷ phối hợp với một số đơn vị thiện nguyện tổ chức chương trình Thư viện cho em tại điểm trường Bản Tèn, trường tiểu học số 2 Văn Lăng. Bản Tèn là bản người Mông ở huyện Đồng Hỷ, nằm trên núi ở độ cao hơn 1.200m của xã Văn Lăng, xã cuối cùng phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2024 của huyện. Cả bản có khoảng 150 hộ thì có tới gần 100 hộ là nghèo và cận nghèo. Cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn khi quanh năm chỉ dựa vào những nương ngô. Bởi vậy, việc được bố mẹ mua sách, truyện cho đọc như bao bạn nhỏ khác là điều không tưởng. Hôm nay em được nhận truyện, em rất vui, sẽ giữ gìn để cho em và các bạn cùng đọc. Một cái thư viện nhỏ ở trên Bản Tèn, đó là một cái điều hết sức quan trọng, nâng cao tri thức riêng cho bản thân các em học sinh, mà bên cạnh đó còn bổ trợ rất nhiều trong công tác giảng dạy và học tập của các em về kiến thức phổ thông hàng ngày. Những đầu sách cùng dụng cụ học tập chính là cầu nối mang sách đến với các em học sinh của trường, thêm lan tỏa giá trị sách và văn hóa đọc tới các em vùng cao. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, góp phần hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học tập thường xuyên, góp phần nâng cao dân trí vùng sâu, vùng xa, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Đồng Hỷ cũng đã có những cái chủ trương, đó là tiếp tục tuyên truyền vận động, thế rồi dành cái sự quan tâm nhất định về cái việc mà hình thành các cái thư viện, nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều các cái cơ quan, đơn vị, các cái tổ chức cá nhân. Chúng tôi thấy các em nhỏ ở trên này thực sự là thiếu thốn. Chính vì vậy chúng tôi phối kết hợp cùng với các đơn vị khác hoàn thiện được cái thư viện với 7 kệ sách và với hơn 1.000 cuốn sách. Sau chương trình này thì cũng phối hợp với phòng văn hóa, phòng giáo dục của huyện cùng các thầy cô tổ chức các cái giờ đọc hạnh phúc cho các em. Chúng tôi mong muốn nhiều hơn nữa sự chung tay của các đơn vị, các cá nhân để xây dựng văn hóa đọc cho các em học sinh. Những cuốn sách được quyên góp và trao tặng tới các em nhỏ vùng khó khăn sẽ góp phần lan tỏa văn hóa đọc, mang đến ánh sáng tri thức giúp các em có thêm hiểu biết, nhận thức